từng có một quãng thời gian dài mắc phải ma túy khiến cho cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Nhưng nhờ có người thân luôn động viên, khuyên bảo nên anh Vũ Văn Quảng, sinh năm 1980, trú tại thôn Bái, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đã quyết tâm cai nghiện thành công và trở về với cuộc sống đời thường. Theo chia sẻ của khán giả Bùi Xuân Tuyền từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452, giờ đây không chỉ là tấm gương về kinh tế giỏi, anh Quảng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng. Từ khi cai nghiện thành công, anh Vũ Văn Quảng, trú tại thôn Bái, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, đã vươn lên làm giàu bằng mô hình chăn nuôi lợn, cá, chó cảnh. Hiện nay, vợ chồng anh Quảng có hơn 4 sào đất. Anh vừa đào ao nuôi cá, vừa nuôi lợn ngoại, đồng thời kinh doanh chó cảnh. Tổng thu từ gia trại trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Quảng thu lãi khoảng gần 100 triệu đồng. Từ hướng phát triển chăn nuôi trên đã giúp anh trở lại với cuộc sống đời thường, hòa nhập với cộng đồng và trở thành tấm gương điển hình cho mọi người noi theo. Theo chia sẻ của khán giả Bùi Xuân Tuyền thì vào năm 2002, anh Quảng lập gia đình. Do nhà thuộc diện khá giả trong thôn nên anh đã bị các đối tượng xấu lôi kéo vào con đường nghiện ngập hút chích. Sau một thời gian dài dính vào ma túy, tiền của vay mượn từ bạn bè lối xóm cùng vốn liếng được bố mẹ tạo điều kiện dành cho chăn nuôi đã cạn kiệt. Khi mắc nợ chồng chất, lúc ấy anh Quảng mới tỉnh ngộ. Rồi nhờ vào sự động viên của người thân, đặc biệt là nhờ người vợ sớm hôm tảo tần sẻ chia bên cạnh, anh Quảng đã thoát được cảnh nghiện ngập. Sau khi dứt ra được khỏi nàng tiên nâu, vợ chồng anh Quảng đã khởi động lại chăn nuôi theo quy mô trang trại và dần kinh tế hồi phục. Sau mấy năm làm ăn, họ đã trả được hết nợ. Khán giả Bùi Xuân Tuyền cũng cho biết thêm, vào năm 2015, anh Quảng đã tham gia vào nhóm hoạt động mang tên Vì Cộng Đồng của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nhằm thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017. Nhóm có 8 thành viên gồm những người đã một thời lầm lỡ ở các xã của huyện Hưng Hà. Anh Quảng được bầu làm nhóm trưởng, điều hành hoạt động của nhóm với nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền về tác hại của việc chích hút các con đường lây nhiễm HIV/AIDS để những người mắc HIV/AIDS có quyết tâm cai nghiện.